9 giờ tối ngày 28 tháng 3 vừa qua, trên kênh YouTube của Nintendo và cả fanpage chính thức của tựa game The Legend of Zelda đã đồng loạt đăng tải một đoạn video gameplay dài 10 phút về The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Khỏi phải nói về việc cộng đồng game thủ trên toàn thế giới đã bùng nổ như thế nào trước loạt thông tin vô cùng nóng hổi. Vậy thì qua đoạn video cực kỳ chi tiết này, chúng ta có thể đưa ra những nhận định hay giả thuyết nào cho tựa game được đón chờ bậc nhất năm nay? Hãy cùng Phê Game soi thật kỹ từng chút một để đưa ra đánh giá của riêng bạn nhé. Còn bây giờ, game on! Chưa gì tôi đã thấy sự ưu việt rồi. Trong The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, người chơi một lần nữa sẽ được hóa thân vào anh chàng nhân vật chính với mái tóc màu vàng quyến rũ, Link. Có vẻ rất giống với những bản game trước nhỉ? Nhưng tại chuyến phiêu lưu lần này, anh sẽ cởi bỏ bộ quần áo màu xanh quen thuộc đã mặc suốt 30 năm. Đây có thể nói là một thay đổi mang tính cách mạng. Cũng sẽ hiểu, trải qua hơn 3 thập kỷ, chắc chắn mốt thời trang của thế giới cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhà Nintendo hiểu điều đó, nên đã thay đổi phong cách của anh sao cho phù hợp với những kiểu dáng mới, hiện đại và hợp thời hơn. Dù vậy, nét fantasy của game vẫn được thể hiện rõ. Cộng thêm với nền đồ họa được nâng cấp đáng kể, mình có thể ngắm nhìn một Link hoàn toàn mới lạ một cách vô cùng sống động trên chiếc PC. Đúng vậy, mình chính xác là đang trải nghiệm siêu phẩm của năm 2023 trên một chiếc máy tính cá nhân. Thậm chí, mình còn đang mở Tears of the Kingdom bằng con điện thoại iPhone Pro Max để bên cạnh nữa. Ở phần game mới nhất của franchise đỉnh đám này, nhà sản xuất đã quyết định đem được con tinh thần của mình lên mọi nền tảng. PC, PS5, 4, 3, 2, 1, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox 360, tủ lạnh, TV, máy giặt, cho tới cả mobile. Có lẽ Nintendo đang theo chân Sony, thậm chí là bước trước một bước, ra mắt đa nền tảng cho tựa game mới nhất của mình luôn. Tuy nhiên, theo thông tin mà Phê Game nhận được, mặc dù được quảng cáo là sẽ lên Switch, nhưng vì nhiều lý do khách quan mà phiên bản này sẽ bị lùi phát hành vô thời hạn. Thay vào đó, phiên bản mobile, PC và console của game sẽ sớm được lên kệ trên các gian hàng của App Store, PS Plus, Xbox Game Pass, thậm chí là Epic Games. Chúng mình không biết bao giờ bản Switch sẽ ra mắt, nhưng mà có lẽ Nintendo cũng không biết luôn. Quay lại nội dung chính, không chỉ dừng lại ở phần tạo hình mang tính đột phá, bối cảnh và cốt truyện của Tears of the Kingdom cũng được thay đổi rất nhiều và đem tới sự mới mẻ dành cho người chơi. Game kể câu chuyện trên lục địa Hyrule, nay được tiết lộ là bao gồm 7 quốc gia tương ứng với 7 nguyên tố cấu thành nên thế giới này. Mỗi quốc gia được lấy cảm hứng từ những nền văn hóa có thật ngoài đời. Ví dụ như quốc gia nguyên tố gió mang lý tưởng của tự do và được truyền cảm hứng từ các nước châu Âu, hay băng quốc lạnh lẽo thì lấy ý tưởng từ những chai vodka và suka bleed. Link một lần nữa sẽ bước chân vào cuộc hành trình giải cứu nữ chính quen thuộc của series, nàng công chúa Zelda. Nhưng giờ sẽ phức tạp hơn khi cô ấy dường như sẽ trở thành một thế lực đối đầu thay vì là đồng minh như những phần game trước. Thậm chí còn phức tạp hơn khi mà Zelda còn có thể là em gái của chúng ta. Người chơi sẽ đi lần lượt qua các quốc gia của thế giới này, thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ người dân cũng như giải quyết khủng hoảng của những kẻ đứng đầu đất nước. Các bạn có thể đã nghe nói về một nhân vật được đồn đoán là có thể đồng hành cùng người chơi trong Tears of the Kingdom, nhưng rất tiếc phải nói là người này sẽ chết. Mình nói luôn để mọi người đỡ mong. Những kẻ cai quản đất nước đều là những cá nhân rất thú vị với những nét rất riêng và tất nhiên là hùng mạnh nữa. Dù vậy, vì lý do gì đấy mà trong tất cả những lần tương tác với họ, mình đều phải là người trả tiền. Dường như không ai trong số họ mang ví đi cả. Và nếu như bạn để ý là Link của chúng ta trước giờ không bao giờ mở miệng, đúng không? Thì phần này tất nhiên Nintendo vẫn không thuê diễn viên lồng tiếng, làm thế thì fan chửi chết. Thay vào đó, sẽ có người nói hộ Link. Nếu như trong Ocarina of Time, chúng ta có Navi, một cô tiên chỉ dẫn nhiệm vụ cho Link, thì ở phần game sắp tới, chúng ta cũng sẽ có một người bạn đồng hành như vậy. Nhưng lần này tạo hình sẽ chi tiết hơn. Cơ mà như mình thấy thì nó vẫn sẽ khiến cho người chơi nhức đầu như Navi vậy. Đó là về phần cốt truyện được Nintendo dày công đầu tư và xây dựng. Thế còn gameplay thì sao? Vẫn giữ được cho mình những cơ chế đã làm nên tên tuổi của phần game trước, như là chiếc paraglider giờ được đổi thành một bộ cánh tuyệt đẹp, tính năng leo trèo tự do, những cột gió xuất hiện ngoài thế giới, vân vân. Tuy nhiên, tại phần game mới này, cơ chế nhân vật và vũ khí đã được Nintendo thay đổi. Giờ đây các vũ khí sẽ không có độ bền bị giảm dần khi sử dụng nữa, mà thiên về những game RPG cổ điển hơn, đó là độ hiếm. Các vũ khí sẽ có độ hiếm khác nhau và rõ ràng, càng hiếm thì càng mạnh. Những món đồ còn lại thì chẳng khác gì cành cây trong Breath of the Wild cả. Các vũ khí giống nhau thậm chí cũng có thể kết hợp lại thành một phiên bản mạnh hơn. Thêm nữa, khi đi qua mỗi vùng đất, chúng ta sẽ nhận được một sức mạnh nguyên tố mới được trao cho Link tại những bức tượng thần. Một cơ chế khác cũng hoàn toàn mới ở Tears of the Kingdom là Fuse, cho phép ta kết hợp nguyên tố,
như mình thử nghiệm thì có đến 15 cách kết hợp sẽ gây nên sát thương lên kẻ địch theo những cách khác nhau. Thậm chí, Fuse còn có thể sử dụng lên một số nhân vật đặc biệt, như là kết hợp cô nàng này với một thanh kiếm bên trong ngực bự. Tôi xin lỗi, khiếm nhã quá, ý tôi là ngực bự. Tôi định nói là ngực bự. Không, ý tôi là ngực bự. Không dừng lại ở đó. Ở phần game mới này, với cơ chế mang tên Ultra Hand, Nintendo còn cho phép người chơi xây dựng tự do hơn, tạo nên bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Một cái ô tô, một cái trực thăng, một con tàu trôi dạt ngoài bờ biển. Game thậm chí còn cho bạn một khu vực trống để bạn có thể xây dựng tùy thích, biến nó thành một thiên đường của riêng bạn. Tears of the Kingdom giờ đây cũng đem đến những mini game thú vị, từ nuôi pet và cho chúng chiến đấu như Pokemon, cho tới bài bạc, thậm chí là rhythm game như Guitar Hero nữa. Hứa hẹn sẽ biến tựa game này trở thành một nồi lẩu thập cẩm manga đáng tiền. Nghe thì cũng vui đấy, nhưng mà bạn sẽ không còn vui khi gặp phải những kẻ địch trong game đâu. Chuyến hành trình của chúng ta sẽ đem tới một cốt truyện u ám, đặc biệt khai thác sâu vào sự hình thành của những con quái vật mà chúng ta thường lao vào đánh đập trên bản đồ. Bạn sẽ phần nào cảm thấy chạnh lòng trước backstory éo le của chúng, nhưng nếu bạn giống mình thì ngay lập tức sau đấy vẫn sẽ tẩn chúng như bình thường để kiếm đồ nâng cấp. Một cơ chế hoàn toàn mới nữa được giới thiệu trong Tears of the Kingdom, đó là tính năng tán tỉnh, cho phép Link tạo ra một dàn harem của riêng mình. Các waifu này thậm chí cũng có thể hỗ trợ ta bằng hàng loạt kỹ năng hữu ích, và ta cũng có thể điều khiển họ luôn, khiến Zelda càng ngày càng trở nên lu mờ và thừa thãi. Ngoài các waifu, bạn cũng có thể làm quen với những nam nhân ở mọi tầng lớp. Chúng ta có boy nhà giàu, boy quyền quý, boy chim dài 20cm và furry. Một điều cần lưu ý là game có một nhân vật tranh cơ, nhưng mà hình như mình thấy nó khá là nhiều lỗi, và chỉ số cũng như skill thì yếu hơn hẳn những con nhân vật khác, cho nên là mình khuyên các bạn mua game thì đừng tò mò mà thu nạp nhân vật này. Và tất nhiên, chúng ta đâu thể bỏ quên vùng đất trên cao, một sáng tạo đặc biệt của Nintendo mà chắc chắn chưa sản phẩm nào có được, cho phép Hyrule lột xác trên nền tảng của một bản đồ đã 6 năm tuổi. Mặc dù những gì ta thấy khá là giới hạn, nhưng có lẽ khi game chính thức ra mắt thì vùng đất trên cao sẽ còn mở rộng hơn nữa. Thậm chí chúng ta còn thấy một hòn đảo bay như là nhà của những vị thần vậy. Nhìn chung, Tears of the Kingdom chắc chắn sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm hết sức mới lạ. Và cũng như các bạn, chúng mình thực sự muốn nạp trải nghiệm siêu phẩm này trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ các bạn có thể thấy là mình có 323 roll. Ngày mai Fae Game sẽ livestream roll Zelda kèm trấn. Free to play by the way.